Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện Khoái Châu tổ chức khởi công tu bổ tôn tạo đền thờ Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục. Huyện Văn Lâm chú trọng xây dựng bộ phận một cửa liên thông. Hệ thống cống thoát nước trên tuyến quốc lộ 5 đoạn qua xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Cựu chiến binh Vũ Tuấn Hải ở thôn Đô Mỹ, xã Bạch Sở, huyện Ân Thi tích cực vận động nhân dân làm đường giao thông ra đồng. Tỉnh ta có nhiều hoạt động trợ giúp nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại khu di tích lịch sử đền Hóa, thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, huyện Khoái Châu đã tổ chức lễ khởi công tu bổ tôn tạo đền thờ Triệu Việt Vương, tức Triệu Quang Phục. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triệu Việt Vương, tên thật là Triệu Quang Phục, trị vì đất nước từ năm 548 đến năm 571. Triệu Quang Phục sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm hào trưởng vùng đất Chu Diên. Năm 542, Triệu Quang Phục theo cha là Triệu Túc đem quân tham gia cuộc khởi nghĩa của Lý Bí. Sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập ra nước Vạn Xuân. Triệu Quang Phục được trao chức Tả tướng quân. Năm 550, dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục, quân đội của nhà nước Vạn Xuân lui về xây dựng căn cứ mới, lấy đầm Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên làm căn cứ địa, tiến đánh quân Lương xâm lược nước ta. Lãnh đạo nghĩa quân sử dụng lối đánh du kích, dựa vào địa hình thiên nhiên, tổ chức các cuộc tập kích bất ngờ vào các doanh trại và các cuộc hành binh của quân Lương. Lối đánh hiệu quả này đã làm thay đổi dần tương quan lực lượng giữa ta và địch. Sau tiêu hao sinh lực địch, tiến tới giành chiến thắng hoàn toàn. Sau chiến thắng, ông lên ngôi là Triệu Việt Vương. Theo quyết định được phê duyệt, đền thờ Triệu Việt Vương được xây dựng trên khuôn viên rộng 13.700 m² với tổng kinh phí gần 45 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh là 25 tỷ đồng, ngân sách huyện là 5 tỷ đồng, cùng nhiều nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã khẳng định Triệu Quang Phục là người anh hùng dân tộc có công lao to lớn trong việc khôi phục nền độc lập của đất nước. Việc tu bổ, tôn tạo đền thờ Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục là góp phần vào việc tôn vinh và giữ gìn những di tích văn hóa truyền thống, giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, với vai trò là chủ đầu tư, huyện Khoái Châu cần thực hiện tốt việc quản lý dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Về phía nhà thầu thi công xây dựng công trình, cần tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy phạm và các quy định của nhà nước bảo đảm thi công đạt chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Theo nghị quyết quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16, tỉnh ta sẽ triển khai 14 dự án và nhóm dự án đầu tư trọng điểm về lĩnh vực du lịch. Đó là khu du lịch Phú Hiến, khu du lịch văn hóa lịch sử thể thao và sinh thái Đa Hòa Dạ Trạch, cụm di tích và dịch vụ phố nối cùng vùng phụ cận, điểm tham quan du lịch đền Phù Ủng, điểm tham quan du lịch Chùa Nôm và vùng phụ cận, khu du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái cây đa La Tiến, khu du lịch sinh thái Văn Giang. Những địa điểm này sẽ được đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, công tác nghiên cứu triển khai phát triển du lịch, phát triển tài nguyên và bảo vệ môi trường, tôn tạo tu bổ di tích, xúc tiến quảng bá thương hiệu. Do thực hiện đồng bộ và quyết liệt các chính sách cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các đơn vị cá nhân chấp hành tốt việc nộp thuế, nên số thu ngân sách của tỉnh năm 2018 đến hết tháng 3 đã đạt 2.860 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 860 tỷ đồng, thu nội địa đạt 2.000 tỷ đồng. Một số khoản thu nội địa đạt cao và vượt nhiều so với kế hoạch là các khoản thu từ đất đai đạt 385 tỷ đồng, tăng 136%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 400 tỷ đồng, tăng 22%. Hiện nay, cùng với việc thực hiện tốt công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, ngành thuế đang đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người nộp thuế và hoàn thuế theo đúng quy định, phấn đấu năm 2018 thực hiện hoàn thành việc thu ngân sách toàn tỉnh đạt trên 12.000 tỷ đồng. Thời gian qua, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Lâm đã chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, hiệu quả. Bên cạnh kinh phí đầu tư của tỉnh, năm 2017, huyện Văn Lâm đã hỗ trợ hai địa phương thực hiện thí điểm là thị trấn Như Quỳnh và xã Đại Đồng 50 triệu đồng, các xã còn lại là 80 triệu đồng để hoàn thiện cơ sở vật chất. Đến nay, 11 trên 11 xã thị trấn đã có bộ phận một cửa khang trang hiện đại. Cán bộ công chức sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý văn bản, các thủ tục hành chính thực hiện công khai đơn giản hóa, bảo đảm tính pháp lý, minh bạch và công bằng. Nhờ đó, 99% số hồ sơ giấy tờ được giải quyết sớm hơn hoặc đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Văn Lâm. Tình trạng ô nhiễm hệ thống kênh mương ở thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ đã diễn ra từ lâu và ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nguyên nhân hệ thống kênh ở đây bị ô nhiễm lại do chính người dân thiếu ý thức đổ bừa bãi các loại rác thải ra kênh. Kênh mương ở thôn Trấn Đông bị ô nhiễm là do chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, thậm chí từ chính các sản phẩm nông nghiệp như chuối, rau màu, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật. Nước ô nhiễm thành một màu đen, mùi hôi thối nồng nặc. Được biết, đoạn mương ô nhiễm trên phục vụ cho hơn 60 mẫu cây cảnh cùng nhiều diện tích rau màu khác. Vì vậy, chính quyền địa phương cần sớm có các biện pháp để bảo vệ môi trường cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con. Hệ thống cống thoát nước trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm có nhiều đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tình trạng trên xảy ra đã lâu nhưng vẫn chưa được đầu tư nâng cấp. Với chiều dài gần 2 km, hệ thống cống thoát nước trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Trưng Chắc có tới hàng chục điểm nắp cống bị hư hỏng. Thậm chí nhiều nơi nắp cống còn không có, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu người tham gia giao thông không chú ý quan sát. Nhiều nơi người dân đã phải dùng những tấm gỗ hay những cành cây đặt vào để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết được sự nguy hiểm để né tránh. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 5 và các cơ quan chức năng cần sớm khắc phục để tránh tai nạn giao thông xảy ra. Với mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành đô thị loại 5, hiện nay thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử đang cố gắng tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch đề ra. Sau 2 năm thực hiện xây dựng thị trấn theo các tiêu chí của đô thị loại 5, đến nay thị trấn Trần Cao đã mở rộng và xây dựng gần 10 km đường trong các khu dân cư, cải tạo hạ ngầm đường điện trung thế 10 kV và lắp đặt hệ thống đèn cao áp, cải tạo nâng cấp nhà văn hóa, trạm y tế, trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thị trấn và chợ Từa với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng. Toàn bộ những công trình này đều được thực hiện từ nguồn vốn nội lực của thị trấn. Bên cạnh đó, nhờ tích cực thực hiện nhiều hướng đi giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,16%. Trong thời gian tới, thị trấn Trần Cao tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, sắp xếp chỉnh trang đô thị với tổng kinh phí dự toán khoảng 200 tỷ đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Vũ Tuấn Hải ở thôn Đỗ Mỹ, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi còn nhiệt tình trong công tác hội, vận động nhân dân làm đường giao đồng tạo thuận lợi cho sản xuất. Sau dồn từ đổi ruộng để tránh đường đồng bờ mương bị sói lở, ông Hải tích cực tuyên truyền người dân tự nguyện góp công góp của được gần 800 triệu đồng để xây dựng hơn 2 km đường nội đồng và 6 km đường bờ ruộng bờ mương, góp phần giảm sức lao động của người dân trong việc đắp bờ. Với phương châm, những hộ nhận ruộng gần, ruộng tốt sẽ tự nguyện đóng góp 1,5 triệu đồng một sào. Đến nay, 109 hộ của chi bộ 4 thôn Đỗ Hạ đã được đi trên những con đường bê tông khang trang ngoài đồng ruộng. Việc cày cấy trên những thửa ruộng thuận tiện và dễ dàng hơn. Những năm gần đây,
huyện Tiên Lữ đã có sự quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nhưng đến nay toàn huyện vẫn còn 20 thôn chưa có nhà văn hóa trên tổng số 55 thôn. Các xã có nhiều thôn chưa có nhà văn hóa là xã Dị Chế có 3 thôn Chế Trì, Dị Chế, Đa Quang, xã Ngô Quyền có 2 thôn Trịnh Mỹ, Nội Linh, xã Lệ Xá có 2 thôn Phù Liễu và Phí Xá. Trong số 35 thôn có nhà văn hóa, 14 thôn nhà văn hóa đã bị xuống cấp, không đảm bảo cơ sở hạ tầng đạt chuẩn do xây dựng đã lâu. Các xã có nhiều nhà văn hóa thôn bị xuống cấp là Đức Thắng có 3 thôn, Lương Trụ, An Lạc, Chỉ Thiện, xã Thủ Sĩ có 4 thôn, Tất Viên, Nội Lăng, Ba Hàng, Lê Bãi. Việc thiếu thiết chế văn hóa và thiết chế không đảm bảo cơ sở vật chất gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt văn hóa thể thao cộng đồng tại địa phương. Các sinh hoạt này đang phải sinh hoạt chung với các thiết chế khác, không đảm bảo nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa cho nhân dân địa phương. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh đã có sự quan tâm, tạo điều kiện chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Những việc làm vừa thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, vừa thể hiện tình cảm đối với nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, dioxin cần tiếp tục được phát huy để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, giúp đỡ nạn nhân và gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Bà Trần Thị Gần ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu có chồng là ông Nguyễn Hữu Bền tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bị nhiễm chất độc da cam. Năm 1974, ông xuất ngũ trở về địa phương, ông bà sinh thêm được 2 người con, nhưng cả 2 đều bị di chứng bởi chất độc da cam. Ông Bền đã mất cách đây 4 năm, bà Gần năm nay đã 80 tuổi già yếu, không có khả năng lao động, cùng 2 người con bệnh tật phải sống dựa vào số tiền trợ cấp của nhà nước. Thấu hiểu sự khó khăn vất vả của gia đình bà Gần, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam huyện Khoái Châu đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng cùng với sự chung tay giúp sức của anh em họ hàng để giúp bà xây dựng ngôi nhà mới. Đi chiến tranh về thì ông đã hết sức lao động rồi thì không lao động được nữa. Gặp thêm 2 cháu bị ảnh hưởng chiến tranh, bị chất độc da cam. Tôi không thể nào mà sửa được nữa. Cái nhà lúc bấy giờ thì cái nhà cấp 4 dột lát nhiều quá, cứ mưa thì lại phải mang thao chậu giờ hứng ấy. Hội cũng giúp đỡ cho được 20 triệu. Thế mới lại con cái nó cho thêm vào, rồi là anh em, con cháu trong họ Mạc người ta tư giúp. Xây dựng được căn nhà ở trên bền dưới chặt. Thì là bây giờ là tôi cũng yên tâm ở cái chỗ là sau này thì các cháu cũng có chỗ ở. Gia đình anh Bùi Văn Thu ở xã Đa Lộc, một trong những gia đình nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ con giống sản xuất. Anh Thu là thế hệ thứ 2 bị nhiễm chất độc da cam. Trong những năm chiến tranh ác liệt, bố đẻ anh Thu là ông Bùi Văn Vi đã bị nhiễm chất độc hóa học và để lại di chứng khiến anh bị teo chân phải từ khi mới sinh. Chia sẻ khó khăn với gia đình anh, những năm qua Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ân Thi luôn quan tâm, giúp đỡ. Năm 2012, gia đình anh còn được tặng bò sinh sản và đã sinh sản được 3 lứa, chuẩn bị sinh sản lứa thứ 4, mang lại cho gia đình anh thu nhập gần 30 triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi được Hội Chữ Thập Đỏ tặng con bê. Tôi được 3 lứa, mỗi lứa được 9 triệu. Là tôi nuôi 2 đứa con này học. Tôi rất phấn khởi và cảm ơn Chữ Thập Đỏ đã quan tâm với tôi. Đây chỉ là 2 trong số nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh nhận được sự sẻ chia động viên của các cấp các ngành và Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh. Các đối tượng không chỉ nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp hội đoàn thể mà còn nhận được sự chia sẻ của nhiều cá nhân. Tiêu biểu phải kể đến ông Đỗ Trọng Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nam xã Đông Kết, huyện Khoái Châu. Từ năm 2009 đến nay, năm nào ông cũng ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam và chương trình Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Phát từ tấm lòng thương dân thương ái, đã lằn đủ lá đất, gặp phải những hoàn cảnh, những gia đình bị chất độc da cam. Nên tôi cũng thấy họ khó khăn, nên hàng năm tôi cũng bớt chút tế để ủng hộ và giúp đỡ những gia đình đấy để cho họ bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Toàn tỉnh hiện có trên 4.750 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Đây là các đối tượng chủ yếu bị bại liệt, chậm phát triển trí tuệ, khiếm thị, khiếm thính và phần lớn đều thuộc diện nghèo. Để giúp đỡ các đối tượng những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã tham mưu với ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh, tổ chức thực hiện nhiều việc làm thiết thực.
Chỉ tính riêng trong năm 2017, toàn tỉnh đã vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam được trên 6 tỷ đồng. Số tiền này đã hỗ trợ cho 8.390 lượt đối tượng nạn nhân và gia đình nạn nhân bằng nhiều hình thức như xây nhà cho 25 hộ trị giá 515 triệu đồng, sửa nhà xây công trình phụ cho 60 hộ trị giá gần 680 triệu đồng, tặng bê sinh sản cho 18 hộ trị giá trên 254 triệu đồng, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.600 lượt nạn nhân trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Chiến tranh đã đi qua hơn 43 năm, xong nỗi đau da cam vẫn còn ở lại. Đối với tỉnh ta có khoảng 10.000 đối tượng là nạn nhân của phơi nhiễm chất độc da cam và con cái của họ. Nay còn khoảng gần 5.000, trong đó có khoảng 2.800 là người tham gia kháng chiến tranh trực tiếp bị nhiễm và khoảng 1.700 là con đẻ của họ và còn gần 500 là người đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để xác nhận là nạn nhân da cam. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng và phát triển quỹ nạn nhân chất độc da cam năm 2018 với truyền thống đạo lý của dân tộc uống nước nhớ nguồn, thực hiện chính sách người có công và an sinh xã hội, thay mặt ban vận động quỹ, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ của cộng đồng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động cùng các tập thể nhà hảo tâm đến với quỹ. Mọi sự ủng hộ gửi về cơ quan thường trực là Hội Chữ thập đỏ các cấp. Quan tâm giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực không chỉ là giúp họ thêm tin yêu vào cuộc sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng, mà đây còn thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hơn 4 năm qua, với lòng yêu nghề giỏi chuyên môn, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quốc Sáu, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, đã ứng dụng kỹ thuật tiêu sợi huyết điều trị, chữa đột quỵ não, giúp hàng chục bệnh nhân thoát khỏi liệt nửa người, giảm tai biến. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối hiện cũng là bệnh viện đầu tiên ở tỉnh ta thực hiện thành công được kỹ thuật này. Được lãnh đạo bệnh viện ủng hộ, sau hơn 3 tháng được đào tạo bài bản tại Bệnh viện Bạch Mai về thực hiện kỹ thuật tiêu sợi huyết Antepla là một kỹ thuật tiên tiến của thế giới được áp dụng để điều trị tai biến, giúp bệnh nhân thoát khỏi biến chứng liệt nửa người. Đầu năm 2014, ca bệnh đầu tiên được bác sĩ Nguyễn Quốc Sáu điều trị đã đem lại kết quả ngoài mong đợi. Đó là trường hợp của bà Lê Thị Suốt, trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, bị đột quỵ não. Sau 2 ngày điều trị, bà Suốt đã có thể vận động tay chân và đi lại được. Đến nay đã có tổng số 30 bệnh nhân được bác sĩ Sáu điều trị tiêu sợi huyết thoát khỏi tai biến liệt nửa người. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2018, đã có 5 bệnh nhân may mắn được thoát khỏi căn bệnh tử thần. Rất tuyệt vời. Tôi cũng không thể ngờ được tôi được như thế này. Tôi khi tôi bị, thì tôi nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Không có một cái hy vọng gì là để mà nghĩ rằng mình có thể đi lại được đấy. Thế nhưng mà sau khi là được điều trị bằng thuốc nữa, đấy thì gần như là nó phục hồi rất nhanh đấy. Mà tôi cảm thấy là nó là một cái sự tái sinh. Thời gian gần đây, bác sĩ Sáu đã cùng đồng nghiệp cố gắng kéo dài hơn thời gian vàng cho bệnh nhân đột quỵ từ 3 giờ đến 4,5 giờ, tăng cơ hội được điều trị liệt nửa người cho bệnh nhân tai biến. Khi có dấu hiệu về ngôn ngữ, về vận động, về cảm giác, về điều phối chân tay thì mọi người phải hiểu đấy là mọi người đang có khả năng bị đột quỵ. Thì việc đầu tiên phải để bệnh nhân cho nằm nghiêng, còn bình thường chúng ta có thể cho nằm đầu cao một chút, không được để bệnh nhân ăn uống cái gì cả. Nếu hạ đường huyết thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống một chút đường thôi. Nhanh chóng liên hệ với cái cơ sở y tế đấy là 115 để người ta vận chuyển bệnh nhân đến. Chúng ta đừng có để trì hoãn bệnh nhân ở nhà. Trong một bệnh viện sẽ hoàn toàn yên tâm phát triển chuyên môn nếu có một nơi có thể gánh tất cả những bệnh nặng cần phải xử lý, thì bác sĩ Sáu chính là cái người để cho anh em có thể yên tâm dựa vào. Và cái phương pháp điều trị đột quỵ não bằng tiêu sợi huyết góp một phần rất là lớn vào cái sự thành công và phát triển chuyên môn của toàn bệnh viện, khẳng định được cái thương hiệu, cái chất lượng điều trị cho cái nhóm bệnh tim mạch. 12 năm công tác, dù ở cương vị nào, bác sĩ Sáu luôn thể hiện được phẩm chất của người thầy thuốc yêu nghề, hết lòng với công việc, được bệnh nhân tin yêu, đồng nghiệp mến phục.